Xin chào các bạn, thì trưa nay Tân mới nãy bạn cúng đi chăn vịt thì giờ trưa này đói bụng quá. Thì bây giờ Tân phát hiện trong cái vườn chuối này có một cái vườn chuối chín bối, chín cây rất là đẹp luôn, rất là ngon. Bây giờ Tân sẽ đi hái vườn chuối chín bối về để ăn trưa cùng với mấy bạn cúng nha. Bây giờ các bạn hãy đi theo đây, dõi theo Tân về xem chuối chín bối như thế nào nha. Nhìn đây rồi. Yo. Chú nè. Ô. Nè, đó. Rồi bây giờ đây là bùn chuối mọi người. Và khi mà nó chín á, sẽ chín từ cái nải nó trên xuống. Cái nải trên. Cái này là nó chín trước, nó ra trước nên chín trước. Mình hái muộn quá thì rơi ăn hết phần cái miếng bột mà. Còn nải tiếp theo thì cái này cũng vừa bị rơi đục ăn. Chuối chín cây thế này rất là ngọt không các bạn, nên thử miếng ngon lắm luôn. Giờ đây sẽ chia sẻ mấy bạn cúng này Tân ăn. Đây con. Chùm. Ô, có bạn chùm kìa bạn ha. Chùm. Ô. Chùm. Có đâu ta? À bên đây. Bên này chỗ này. Ngọt quá nên gì hết. Nha. Cái này không ăn chuối, bây giờ đang ăn một mình thôi, rất là ngon các bạn. Các bạn nhìn đây là những cái trái chín tự nhiên á, là mình nhìn vô là mình biết cái vỏ nó còn tươi hồng. Khi mua ở ngoài chợ thì những cái chuối người ta mua ở quê thường thường bán chuối già già như thế này nè các bạn. Và người thương lái người ta mua về người ta sẽ để một thời gian sau sẽ chín, nhưng mà chất lượng nó không ngon bằng chuối chín cây như thế này. Với lại các bạn coi cái đuôi nè, nhìn rất là đẹp luôn. Ngon lắm nữa à. Hạt rất ngọt. Mấy em cũng nhìn kìa. Này rồi nó ăn cơm no rồi. Rất ngon. Bây giờ sẽ tới ngày mà thằng ăn. Cái gì? Thấy không?
Cái lộn luôn rồi. Đang quay phim mà cái lộn nữa không? Cho các bạn xem, các bạn nghe rất là ngon. Chú trên cây. À, các bạn nhìn trái chuối nó chín cái màu nó rất là đẹp luôn. Màu vàng tươi. Rồi, chú trên cây bây giờ mình muốn mua ở chợ cũng khó lắm. Tại vì ở chợ người ta mua chuối dài thế này nè. Rồi sau đó người ta về người ta vú. Thì dùng thuốc để kích thích cho nó chất chín màu hơn. Nó mà chín đều nữa, các bạn thấy không? Đây là những quả ngọt, nó rất là ngọt, có vị rất là ngọt mọi người. À, khi mình lột ra thế này thì nó cháy trong cái trắng rất là đã luôn. Đó, nè, ăn đi. À, bây giờ em đòn mình, em của mình đang thưởng thức chuối chín cây. Ngon quá. Đây nè. Cái cơm của nó rất là ngon. Rồi thế là trưa nay anh em mình được một bữa tiệc chuối chín cây rất là ngon. Rồi bây giờ khi nào có dịp Thanh sẽ làm nhiều clip về cảnh dân dã để các bạn xem nữa nha. Và muốn sau này có muốn ăn chuối chín cây như thế này thì liên hệ Thanh, ta sẽ có thời gian Thanh sẽ cung cấp đến tận tay các bạn những sản phẩm chuối chín cây tự nhiên thế này, và nó thân thiện tự nhiên môi trường và nó không có sử dụng vú quá chất như là những cái loại chuối người ta đang bán ngoài thị trường bây giờ. Các bạn xem. Hai cái vỏ của nó nè. Bây giờ chào tạm biệt các bạn nha. Video về giới thiệu về cái chuối chín cây của Tân và đứa em cùng mấy bạn cúng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau của Tân nha. Rồi. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cảnh đồng quê của Tân các bạn.